Cái đêm đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn, tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá Mạnh Ai nó ngủ. Không có gì hết. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau. Rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Em tên là Thái Đức Hòa. Hiện đang là một hướng dẫn viên du lịch. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Em ơi. Dạ con chào cô Hồng Vân với lại là chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thị Kim Xuân. Con cũng 27 tuổi, bằng tuổi. Dạ và hiện tại con cũng đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 27 tuổi, công việc của con là gì? Bữa xuân. Dạ, thật ra thì công việc của con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Cũng làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm. Xong rồi dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện. Dạ. Ủa như vậy là học chung trường với nhau. Thanh Mai chung quen nhau nè, đúng không? Dạ, chung lớp luôn à. Học chung trường đại học. Học đại học mới gặp, tại vì con là ở quê, con ở tỉnh Kiên Giang. Rồi con lên Sài Gòn con học đại học thì mới gặp bạn này, thì chơi chung nhóm cũng mày tao luôn. Ấn tượng đầu tiên về chồng con á là không nghĩ là dân Sài Gòn luôn, tại vì nha bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu, mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có xăng. Cứ để vậy đó, cứ lũ phụ lắm thà lắm thẩm vậy đó. Đầu thì bơm sợi mình nè, giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc nhưng mà nó hơi lố hơn xíu. Là nhìn không hề biết là đây là con trai Sài Gòn luôn. Không hề biết luôn. Nhưng mà thực sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi, là ở đây là Sài Gòn, tức là đi đâu cũng là nhà, cho nên thì cứ ăn mặc cái bình thường dưới nhà thôi, chứ không phải là đi tiệc đi gì đâu. Đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để chọc mấy bạn? Thật sự thì lúc đó con nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi, đúng không? Đúng rồi, mặc sao mình thoải mái thôi. Nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô Kim Xuân này không? Dạ ấn tượng thì tại vì đó vợ con nói chung là đẹp, đẹp theo cái gu của con nha. Em mới kiểu tức, em mới nói là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi, mấy đứa đẹp là không thích, không quan tâm. Là con nói về cái tiêu chí của con á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn con có tiêu chí gì không? Bạn làm việc á hay là bạn học, nói chung là học nhóm, bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á là bạn tập trung rất là cao độ. Và cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á, nó thu hút con về cái điều đó. Dạ. Ban đầu chỉ là bạn thôi, tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai. Nhưng mà con vẫn không hề e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh, đúng không? Hình thức. Dạ. Dạ con thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm. Rồi, đến khi nào thì hai đứa mới chia tay mối tình của mình để mà đến với nhau? Tới năm 2 đại học chia tay, cũng từng cặp tự chia tay luôn. Coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè. Cái này thì nó lại là một cái câu chuyện nó hơi bị lọc vòng luôn. Tỏ tình thì là em tỏ tình trước. Lúc đó thì lúc đầu là Xuân từ chối đúng không? Lúc đầu là vợ từ chối đúng không? Chồng em nói chung là rất là cục xúc. Tại thời điểm nó cũng là mày tao mà cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà. Đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau, đi tắm suối. Xong rồi đi về thì mới chia cặp chở nhau về. Thì lúc nào bạn này cũng chở con hết, tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học, ngày nào cũng đưa con đi học hết, mà đi chơi cũng chở con luôn. Rồi trở về thì con buồn ngủ, con mệt quá, con mới nói là ê cho tao dựa vai xíu tao ngủ. Mẹ kêu là mày để hai tay túi khoác tên nào cho đỡ đừng bị té. Xong con cũng dựa vô con ngủ, nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được, mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi. Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè, đã tao không muốn nói thì mày làm gì sao tao chịu nổi. Là tao không muốn nói là tao thương mày đó, tao thích mày. Mày còn dựa vậy là sao tao chịu nổi? Đúng rồi đó, mình nghĩ là dựa là mình đè lên đó. Sao chịu nổi đúng không? Dạ. Tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì mới nói như vậy. Tại chắc cái tay còn động đậy đúng không? Dạ đúng rồi, dạng như lật đầu qua lật đầu lại, dạng như lúc đó là con im lặng luôn, cô im lặng chở tới về tới nhà luôn. Bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi con tắm rửa thay đồ xong hết, cái chở con đi ăn xong lại chở con về. Không nói gì hết, im lặng luôn. Cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao. Con từ chối, con không có đồng ý. Con nói là không, con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có muốn tiến tới. Rồi lúc đó Hoài sao? Em nhận được cái câu trả lời như vậy thì mình cũng ngậm ngùi thôi. Là mình không biết nói gì. Với lại mình một phần mình cũng dạng như là ta đây á. Phải giữ sĩ diện chứ. Dạ đúng rồi, thôi cũng im luôn. Được thôi, tôi rồi sao quen nhau được. Dạ. Rồi xong rồi á, con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ, hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với, xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không, xem là có nên quen hay không quen gì đó, ngồi phân tích cho mình nghe, tại vì mình cũng rối. Rồi sao?
bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với dạ, một đúng người. Rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao đó sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói ừ thì quen quen thôi chứ đâu có gì đâu. Chúng còn trẻ mà ngại gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh. Để con có chuyện muốn nói, cũng chở con đi ra quán ngồi. Con chưa kịp nói gì hết, bạn xe qua bạn từ chối con luôn. Thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu. Thôi coi như bữa hổm tao nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu. Ê, ông tự gái này sao vậy ông quả? Thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được. Ví dụ như hai bạn quen nhau đi. Ừ vui thì vui dữ đó, thiệt đó. Nhưng mà ví dụ như lúc hai bạn chia tay rồi cái nhóm nát luôn. Đó, lúc em nhớ hoài câu cứ dặn trong đầu em nói ừ vậy chắc không nên. Là coi như xong. Dạ. Sao sao? Bạn này là rất là đào hoa. Từ đó như là giận luôn, không chơi chung luôn, không thèm gặp mặt nói chuyện luôn. Nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có 3 chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi miền Tây chung với nhau 7 ngày. Chuyến thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau cùng khóa luôn. Thì cái chuyến đi miền Tây đó, bạn trước khi đi bạn bị té xe. Đi cà nhắc đi vô luôn, con thấy tội nghiệp quá. Con mới lại con cũng hỏi thăm, con lúc đó con hết giận rồi, con nhìn thấy tội quá con hết giận, con lại con hỏi thăm. Thì trả lời cũng rất là cục xúc luôn. Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con quê, con đi. Tự ái một người đàn ông. Đúng rồi, rất là tự ái. Tự ái không? Khi mà thù dai nè, thù giặc nè, tự ái ca nè. Vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà hiểu không đó. Dạ. Sao nữa? Xong rồi á ha. Bạn á, thì lúc mình lên tour đi á, thì không đi chung với lớp mình đâu. Đi chung với một bạn nữ lớp khác. Cố tình. Đi chung một bạn nữ lớp khác. Bé kêu xinh không? Dạ cũng dễ thương. Mà con muốn thử coi là bạn này còn quan tâm tới mình hay không trước đã. Còn quan tâm thì mới tính tiếp, còn nếu không thì thôi luôn. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi tới Châu Đốc. Cái con thấy hai cặp, một cặp đang đi ngang à, chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi. Cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt. Cái con không có đi vô trong miếu được, con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con. Cái con ngồi xuống con ôm bụng con ngồi tại chỗ, con ngồi trước cửa luôn. Thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó, bạn đi ngang bạn thấy con. Cái bạn bỏ bạn gái luôn, bạn chạy là bạn đỡ con. Bạn đỡ con vô trong ngồi nói chuyện với con. Rồi dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại. Hiểu rồi, dạ. Vậy là chuyến đi miền Tây là có một cái tín hiệu tốt. Thật ra thì sau chuyến đi miền Tây đó là quen luôn tại vì đó. Quen luôn. Dạ. Dạ. Rồi nhưng mà sau đó là bao lâu cưới nè? Rồi 2015. Tới 2015, 2021 là 5 năm rưỡi. Dạ. Wow. Thì hết cái quãng đại học luôn mà cô chú. Mà là tình yêu thuần khiết đúng không? Dạ. Ê nó nghe nè, mấy đứa xưng hô với nhau sao? Lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á, là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa. Kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào cũng tuyệt đối không được kêu mày tao. Vậy là kêu mày tên. Hai đứa con có việc danh trong nhóm là tụi con là CC Couple. Là bạn này là chó mập, con là chim xanh. Là kêu xanh. Nhau bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình. Trời cái tên đó nó còn sốc hơn là mày với tao á. Chó mập. Ê, chó mập. Ê, trời chó kỳ mập. Lắm ạ. Chó mập không phải là chửi là thằng mập. Đó nhưng mà đó là một cái loài tiếng nhờ một cái loài cún mà nó ổn định thì nó mập dễ thương, nó dễ thương đó. Đúng rồi, nhưng mà cái loài nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà cái từ ngữ á kêu là chó mập. Đó ví dụ thương thì vậy nè, ô chó mập ơi là dễ thương đúng không? Ê chó mập. Giận cái là ê chó mập. Cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha. Ê chim xanh. Ê chim. Còn cái ê chó mập. Bỏ chữ xanh nữa, cũng kỳ nữa. Rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cái xưng hô là anh với em? Dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn, tới giờ cũng không đổi tới anh với em vậy luôn. Dạ không, tới giờ thì lâu lâu về nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được chứ để người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ. Đây cũng mấy năm rồi xưng lại làm dạ vợ với chồng. Thôi bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao? Cái đêm cưới xong á là ở khách sạn luôn tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn. Xong rồi mệt quá mạnh ai nó ngủ không có gì hết. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi qua đêm sau. Rồi khi mà về nhà thì bạn mới chủ động. Rồi sao nè, bây giờ chị Kim Xuân á, lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè? Cái tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi đó là gì? Quên đồ. Đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em? Đồ đạc của mình, của chính mình, của có nghĩa của là những cái gì em không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời đi mà lên xe là sực nhớ trời là quên ơi, đồ. Có bao giờ dạ, quên bóp không? Bình thường luôn đi quên bóp luôn, mua đồ ăn không có tiền trả luôn. Mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên không? Bóp quên điện thoại quên túi đồ luôn. Rồi mỗi lần quên vậy là phải quay đầu lại. Dạ. Quay rồi nè. Còn nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè, đứng lên kêu ơi điện thoại tôi đã mất tiêu rồi, kiếm giùm điện thoại đã mất tiêu. Là kẹp cái nách luôn nè mà không cảm giác luôn. Dạ không đớp. Dạ, để không đớp mà kiếm quá trời luôn. Là lúc đó là hai đứa vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng á. Thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui, rất là mừng rồi.
Mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn, tức là hai đứa là hướng dẫn viên, đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà. Mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại là không có làm việc được. Rồi sao không làm việc được thì lúc đó là trời, em rất là tức, tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà trước đến giờ quên luôn. Nhưng mà xe có đợi không cuối cùng? Dạ không, kịp giờ, kịp giờ, chỉ lố đâu có 4-5 phút gì à. Dạ. Sao? Như tập lại cái tính đi nghe. Dạ. Cái mai mốt hay nghe giống như trước luôn. Đó, quên con luôn. Quên con luôn. Con hả? Cô vẫn như nhà ăn cơm. Cô vẫn như nhà ăn cơm, quên 2 tiếng. Rồi thôi bây giờ tới ảnh đi. Chồng con là người không có lãng mạn. Rất là quan tâm vợ nha, có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ, cái gì cũng làm hết trơn á. Rửa chén cũng làm, lau nhà cũng làm, kêu nấu ăn cũng nấu luôn. Mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm. Thì nhà là toàn ảnh lau không à, ảnh không có cho con lau. Nhưng mà con vẫn cầm cây lau nhà, con ra con lau nhà. Thì ảnh đi ra, ảnh thấy mình lau nhà, ảnh ra ảnh kêu nè, thôi ra đi, ra chỗ khác đi, tao yếu xìu lắm, sạch dĩ chân cũng lau, đây đứa cây đây, là lấy tự lấy đau. Mà nói chuyện gì không đó, vẫn còn cái tính cục xúc đúng không? Dạ. Quan tâm theo kiểu cục xúc. Nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của Xuân thì như thế nào? Dạ riết là quen luôn. Nếu mà quen luôn cũng không. Thay đổi dạ. Là thấy khó chịu đúng không? Thay đổi cái mất hồn á. Em ơi, dạ, đúng rồi. Em ơi, đưa cái chổi lau nhà để anh lau nha, em vô em nghỉ nha. Không, ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua. Tính xin gì nói đi. Có một cái tính luôn á, là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc thì cũng có đi, nhưng mà không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ Tết. Tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng, không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng. Là ảnh không bao giờ làm những cái điều này đó. Vậy okay. Thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì? Con thì con mong ảnh thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt, không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu. Nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình đúng cũng rồi. Thấy vui. Đã từng làm cho Xuân một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của Xuân? Dạ có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là toàn là có người đi làm. Mà có hai lần đó là ổng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con, thì con là con thích hoa bi. Con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn, con không có thích những hoa khác. Rồi ổng mới chạy một đó hoa bi với cây bông hồng. Ngày hôm đó là con đi Hàn Quốc, xong rồi ổng mới mang ra sân bay ổng giấu. Thì ổng mới nhờ bạn con giả bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài, bắt con ra ngoài kiếm. Con mới chạy ra thì con thấy gặp ổng đứng ở ngoài, ổng tặng con cái bó hoa. Là lần đầu tiên luôn á, từ lúc quen nhau mấy năm là con mới nhận được cái đó hoa. Không làm là thôi. Chưa làm chồng đó. Dạ chưa, chứ nó còn là người yêu. Dạ. Thì đó không làm thôi, làm là bất ngờ quá luôn á. Đúng không? Nhưng mà lúc đó chưa làm chồng. Còn cái vấn đề nữa sao không nói luôn. Cái đó hoa bi đó làm sao, số phận đó làm sao? Con thì tính con hay quên cho nên là con để quên bên Hàn Quốc. Không mang cái bó hoa. Về. Trong dạ, năm nay có làm điều trong gì năm bất ngờ làm gì bất ngờ chưa? À, điều bất ngờ hả? Dạ. Chưa đúng không? Trời ơi. Thôi bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi. À, lãng mạn thì nói chung là chắc cũng không có gì nhiều. À, chỉ là chuẩn bị một cái món quà mà theo cái phong cách của vợ con yêu thích. Dạ. Đó, hobby cái bông hồng và một cây bông hồng. Cách đây 6 năm đó. Đây vẫn là một đó hoa bi và một cây bông hồng ở giữa. Nhưng mà mỗi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen. Yêu cầu người ta gói màu đen nhưng mà hôm nay sẽ thay đổi một chút. Hôm nay có một chút bất ngờ dành tặng cho vợ. Nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội đó chính là có được một cái bài hát thứ hai dành tặng cho vợ mình. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là tự chế tạo. Đó. Dạ. Rồi thôi em thể như hiện. Vậy là tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái, 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay. luôn. Ok, rồi, có nhạc thì lên nhạc. Không quá. Đứng chờ em trong cơn mưa mùa thu, chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ. Từ bài hát đầu tiên, những giai điệu vang lên đầu tiên, anh biết à thì ra em đã yêu lòng. Nếu tình ca được viết bởi những phim cây dương cầm, thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời. Trong những ngày qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra,
Nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh. Nhìn vợ đi, nhìn vợ đi. Tình yêu anh không phải tình ca, không sống loài hoa sớm nở rồi tàn. Và anh đây cũng chẳng hào hoa, anh chẳng muốn dòng xoáy cả, chỉ cần được bên em thôi. Nào mang chi những thứ quá xa, không phải của ta cố tranh mặc người. Chỉ cần ta luôn luôn có nhau, ta bên nhau hát ca la 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 la. Anh sẽ mua bài hát này để bạn sử dụng cho phim anh. Tại vì nó rất là phim luôn. Không biết cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào. Không kìm nén nha. Thôi đừng khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ, rất là bất ngờ. Rất là đặc biệt. Ôm đi, ôm vợ cái đi nào. Rồi. Tụi em là đám cưới xong là khoảng một tuần sau mới động phòng. À, tức là trước đó là chưa. Có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một... Ủa lý do gì? Ghê quá, lý do gì? Lộ bản thôi, chất. Để tôi nói luôn hai, hai chị em mình lộ bản chất hết trơn trời. Thà để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi, vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới một tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Mặt phu thế, trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào cô Thuận và chị Hồng Vân và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn, rồi yêu nhau, rồi cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 ạ. Học chung ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Dạ, lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng. Và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng, bạn đi xuống. Sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy. Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên, ê mày, cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng mày. Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Hắn lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái, lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Dạ, mà đầu này còn hói nữa. Trời ơi, lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời ơi, mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. À, là bạn Thắng này với bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em là bà Mai. Ừ. Bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện, ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi anh. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao sao? Đó là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á, coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em mà đợt đó té xe em còn dở quần đó. Mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết.
la làng dậy sớm lên cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua, mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau là bao lâu? À, dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy năm? Yêu các em có màu hồng không? À, dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được 1 tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn, nhắn tin xưng hô cái chuyện ngày xưa vợ chồng đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời, rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn. Lúc đó em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu, xong em nói trời ơi, ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy không, nhưng mà tính lăng nhăng này chi nọ vậy là ăn vô máu thì sao không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Sạc lâu quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có một tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàng gắn lại được? Là... dạ lúc đó phụ huynh ra tay hề thốt trà lết quết xảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ cũng đúng á. Mấy bạn em nói em ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi, rồi xong rồi hai đứa quen nhau khóc và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu, thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ á, vô bệnh viện á thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mặt, mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái dách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn, tụi em làm đám cưới. Chốt deal luôn. Rút mạng ký vô tờ đăng ký kết hôn mà. Em ký xong nó ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À tức là trước đó là có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một ủa lý do ủa, gì? Ghê quá. Lý do gì? Lộ bản chất. Để tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn trời. À để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi vậy đi. Lý do gì sao mà cưới mới 1 tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là tụi em làm gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con dữ vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp dữ vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới bây giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là con làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói anh Thắng xàm, chứ thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói mà những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi.
Hỏi ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày. Tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì. Quá đúng rồi, đúng đó. Rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau, đừng áp lực, nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì loài ra không trong 2 năm? Đó. Dạ, dạ xấu đều nha. Luôn, hai vợ chồng. Xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ, xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng. Dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời ơi, một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn á. Là em tự nhổ của em hả? Dạ, nó là thói quen của em. Đã bỏ ngay cái thói quen đó để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đơn giản lắm đâu. Xin nghĩ đi. Nhỏ. Ôi ơi. Dạ. Thôi còn đi nè. Dạ với lại ngủ nướng em. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dậy cho mình đi làm. Thôi em ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không tính để em ngủ hả? Em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tây cần dậy làm dậy luôn. Xong em dậy nói trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy. Anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao đổ lên á. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoãn mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn. Ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này. Ờ ngày mai nha em. Sau ngày mai anh ơi làm này. Ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài. Tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn thật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè. Lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. Ờ, hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, tại vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao, ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì? Là hai vợ chồng em cứ vậy, xong rồi thôi. Rồi mỗi xong... tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi sao lại tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận thì mày tao. Lúc bình thường thì là anh em. Hay chứ bộ. Là... Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại. Với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cứ như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế. Đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt con đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó. Thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi. Bỏ đi. Hiểu không? Còn em á open ra một chút. Nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ, à quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy nói đó là phải thoải mái à, thoải mái, tận hưởng à, tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa nha. Mình chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình. Ôi, trọn năm luôn á. Cảm ơn hai đứa.